Và lúc này thì đứng trước bóng đang là Xuân Trường và Quang Hải. Cú đá của Quang Hải. Bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Một pha dứt điểm mang thương hiệu Quang Hải. Bóng được đặt ở một vị trí đá phạt trực tiếp. Quang Hải bước lên chân đá phạt và lưới của đối phương rung lên. Một điều quen thuộc đã trở lại và lần này được diễn ra tại sân vận động quốc gia Lào. Tỷ số bây giờ là 3-0. Và những cầu thủ tấn công tốt nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang có được lần lượt tỏa sáng theo những cách khác nhau. Công Phượng với một cú đá mạnh, Anh Đức với một cú đánh đầu và bây giờ là Quang Hải với một pha xử lý ở chấm đá phạt. Cái chân trái quá hay của Quang Hải. Cầu thủ của chúng ta gần như không cần phải lấy đà nhưng vẫn thực hiện một cú xử lý khiến cho thủ thành Brasut có tung người thì cũng chỉ là làm nền mà thôi.